đã ngăn chặn thành công là Duy Tường. Bùi Tiến Dũng rất kỹ thuật, tuyệt vời, 2-1 cho Việt Theo, và người ghi bàn là Bùi Tiến Dũng, cũng ăn mừng, cũng cởi áo. Thực sự là rất thú vị với những phút thi đấu cuối cùng của trận đấu này. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này, dứt điểm cực kỳ tinh tế và điêu nghệ, không khác gì những ngôi sao tiền đạo hàng đầu. Di chuyển thông minh, phá bẫy việt vị, đón bóng và sau đó thực hiện cú trích bóng một cách rất tinh tế. Bùi Tiến Dũng xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu ngày hôm nay với những lần không chiến thành công ở ma trận phòng ngự, và là người đang ghi bàn thắng cực kỳ quan trọng, và rất có thể bàn thắng này sẽ quyết định kết quả trận đấu này. Đây là Đức Chiến, sút xa, bàn thắng từ rất sớm cho đội chủ nhà, và đó là pha ghi bàn của tiền vệ trung tâm Đức Chiến. Một cách sắp xếp mới đã giải phóng được rất nhiều năng lượng, rất nhiều khả năng của cầu thủ áo đỏ khi mà Kayo được giải phóng nhiệm vụ phòng ngự và tiến gần hơn đến khung thành, khi mà những cầu thủ có sự cân bằng giữa năng lực phòng ngự và khả năng kiểm soát khu vực giữa sân như Đức Chiến hay Trọng Đại phát huy được năng lực của mình. Vẫn còn Paulo chân phải, tỷ số là 2-0. Một loạt những động tác giữ bóng có thể nói là rất chắc chắn của Hoàng Paulo, cảm tưởng như anh quá chậm. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng nâng tỷ số của trận đấu lên 2-0 của Hoàng Paulo. Đúng là khi mà những giải pháp điều chỉnh con người được xử lý một cách hợp lý hơn thì cầu thủ Viettel đã trở nên lợi hại hơn. Những cầu thủ ngoại của họ, những người bị đánh giá có thể nói là rất thấp ở những chặng đường đã qua, cuối cùng cũng đã nói lên được tiếng nói của mình. Và thời điểm này khi mà lượt về của V-League 2019 vẫn còn ở trước mắt thì câu lạc bộ Viettel cũng đã có sự chuẩn bị. Cú đá rất đẹp của Khắc Ngọc, tình huống cố định, Khắc Ngọc đã thành công. Không chỉ là vấn đề nhân sự, là những tình huống mà chúng ta có thể giải quyết được những pha bóng trong những thời điểm có thể nói là khó khăn của một tập thể. Chúng ta vừa được xem lại bàn thắng rất đẹp của Khắc Ngọc. Trên sân Thiên Trường vòng đấu trước, Khắc Ngọc cũng suýt nữa có một bàn thắng từ quả đá phạt. Chiêm Mê Linh, Hoa Hùng đã nhịp nhàng. Hải Long tuyệt vời, Hải Long đã ăn mừng, cởi áo cùng một cách đầy phấn khích với bàn thắng tuyệt vời vừa rồi. Đó là một bàn thắng rất đẹp mắt và mẫu mực. Mỗi lần Hải Long cất chân vào ghi bàn, đó thực sự đều là siêu phẩm. Một bàn thắng quá đẹp và thực sự là rất quan trọng đối với Thanh Quảng Ninh. Ngay lập tức, huấn luyện Pa So và trợ lý của mình đã có những sự trao đổi. Trường hợp đặc biệt, Diêm Mê Linh, Hoa Hùng đã nhịp nhàng. Hải Long tuyệt vời, Hải Long đã ăn mừng, cởi áo cùng một cách đầy phấn khích với bàn thắng tuyệt vời vừa rồi. Đó là một bàn thắng rất đẹp mắt và mẫu mực.